Cháu nói rằng thấy thiên cơ khó nổi yên ngồi, thương lê thứ đến hồi khổ não. Thì cháu nói rằng không biết là thiên cơ như thế nào mà Đức Thầy khó nổi yên ngồi mà như là già còn là thương lê thứ tới hồi khổ não, mà không biết cái khổ não đó đem lại cái sự khó khăn trong cái thời gian mạt pháp này như thế nào. Thì chúng tôi cũng xin trình bày hai câu giảng này để cho đồng đạo chúng ta tiện bề là học hỏi chung. Kính thưa với quý vị đó, thì nói đúng hơn theo giáo lý Đức Thầy thì chúng tôi đã học và hiểu được một ít nào trong phần chúng ta để trao đổi mà thôi. Còn nói về giáo pháp thì khó thể mà chúng ta trao đổi cho hết được cái ý, bởi vì Đức Phật đã nói rồi, vô thượng thậm thâm di diệu pháp. Lời của Đức Thầy, của Đức Phật và lời của chư tổ, nó là có một cái chiều rộng sâu sâu xa. Còn cái sự hiểu biết của chính mình. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Con thành xin kính chào quý vị thân mến. Lại thì nhân duyên hôm nay thì con thành được tái ngộ đến nhà đến ban trị sự của ông Ba, biệt danh là ông Ba Tu, để trao đổi về những giáo lý Phật giáo hảo. Thì kính thưa ông Ba, thì con thành được biết một vài câu của Đức Thầy mà Đức Thầy đã nói rằng là thấy thiên cơ khó nổi yên ngồi, thương lê thứ khổ nào khổ nổi. Thì cái hai câu này thì nó có ý nghĩa gì, xin ông bà hãy giải đáp cho em cháu và cộng đồng mạng được biết. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính chào cô bác anh chị trên cộng đồng mạng thân thương. Kính chào cô bác anh chị đồng đạo thân mến. Kính chào cháu Quốc Thành. Hôm nay là cái nhân duyên mà được tương ngộ để ông cháu chúng ta cùng nhau trao đổi về giáo lý của Đức Thầy. Qua những lời mà cháu vừa hỏi thì ông Ba cũng xin từng tự để trao đổi và mong cô bác anh chị mình hoan hỷ trong lời trình bày. Nếu có điều chi sơ sức thì ngưỡng mong cô bác anh chị trên cộng đồng mạng cũng như chư đồng đạo thông cảm chỉ giáo thêm để cho chúng tôi tiện bề học hỏi giáo lý Đức Thầy, càng ngày càng phát triển tâm linh của chính mình và cô bác đồng đạo chúng ta cùng nhau đồng tu và đồng tiến theo lời Đức Thầy đã dạy. Nam mô A Di Đà Phật. Thì kính thưa với cô bác anh chị đó, cháu Quốc Thành có hỏi như thế này. Cháu nói rằng thấy thiên cơ khó nổi yên ngồi, thương lê thứ đến hồi khổ não. Thì cháu nói rằng không biết là thiên cơ như thế nào mà Đức Thầy khó nổi yên ngồi mà như là già còn là thương lê thứ tới hồi khổ não, mà không biết cái khổ não đó đem lại cái sự khó khăn trong cái thời gian mạt pháp này như thế nào. Thì chúng tôi cũng xin trình bày hai câu giảng này để cho đồng đạo chúng ta tiện bề là học hỏi chung. Kính thưa với quý vị đó, thì nói đúng hơn theo giáo lý Đức Thầy thì chúng tôi đã học và hiểu được một ít nào trong phần chúng ta để trao đổi mà thôi. Còn nói về giáo pháp thì khó thể mà chúng ta trao đổi cho hết được cái ý, bởi vì Đức Phật đã nói rồi, vô thượng thậm thâm di diệu pháp. Lời của Đức Thầy, của Đức Phật và lời của chư tổ, nó là có một cái chiều rộng sâu sâu xa. Còn cái sự hiểu biết của chính mình thì là chỉ sự biết tu tập và lời nói chân thiện thiện của chính mình để trao đổi và kêu gọi cô bác anh chị hãy nghe lời của thầy dạy để mà chúng ta đồng cùng nhau tu tập. Cũng như quý vị biết đó là trong năm 1939, khi mà Đức Thầy của chính mình đó là mở cơ là khai bút để mà chuyển pháp dương để mà truyền bá lại cái nền đạo Phật giáo hòa hảo từ năm 1939 cho đến hôm nay là gần là 83 năm để mà đi qua. Thì cô bác anh chị biết đó, ở đây thì Đức Thầy đã nói rằng thấy thiên cơ khó nổi yên ngồi là gì, tại vì là
Thiên cơ thì là một sự là khổ khó cho đời hạ nguyên mạt pháp của chúng ta, mà Đức Thầy đó là nói rằng thấy cái sự khổ đau của nhân loại trong cái thời kỳ hạ nguyên mạt pháp, mà như cái trong cái quyển ba nhất đó mà Đức Thầy nói đó là hạ nguyên nay đã hết đời, hoặc là ông sư dạy bán khoai ông nói là hạ nguyên giáp tý bằng nay đó. Thì những cái diện là thiên cơ, đó là thiên cơ, là cái đó là gì? Cái đó là một dấu hiệu đó, một cái là lời của Đức Thầy nói đó là một cái thông điệp để muốn gợi lên để cho đồng đạo chúng ta thấy rằng những cái sự khổ khó trong thời gian không xa lắm cho cái thời kỳ Đức Thầy đã ra đời mở đạo. Mà hơn nữa là cô bác anh chị thấy ngược dòng là lịch sử của nước Việt Nam chúng ta đó, cái sự khổ khó của nhân loại nói chung, của đồng đạo chúng ta trong nước Việt Nam nói riêng đó, là cô bác anh chị thấy là thời gian nào cũng thấy khổ không? Như là ngày xưa mà các chú bên Tàu đó đi qua xâm lắng nước Việt Nam của chính mình, đô hộ trên 1.000 năm, thì cô bác anh chị thấy cái đó là gì đó? Cái thiên cơ là Đức Thầy thấy được cái chỗ khổ khó của đồng đạo chúng ta, chứ không phải Đức Thầy nói thiên cơ để mà cho chúng tôi và quý vị không nhận thức được để mà tu. Còn chúng ta thấy được và nghe được, mà hay là lời của ông ba hoặc lời của Đức Thầy chúng ta nói thiên cơ, đó là gì? Là những bức thông điệp mà các ngài để lại cho chúng ta mà thôi. Vì Đức Thầy nói đó là thiên cơ được lệnh nên ta nói, chỉ có Đức Thầy và các chư Bồ Tát mới truyền đạt lại cái thiên cơ để mà nhắc nhở cho đồng đạo chúng ta tu mà thôi. Còn nói về cái giáo lý chân truyền của Đức Thầy tôn kính khi ra đời khai cơ bút mà để mà dạy đạo ở nước Việt Nam này đó, thì Đức Thầy nói sao quý vị biết không? Là thương trần ta cũng ráng thề, miễn cho ba tánh liệu bề tu thân, tu hành chẳng được đức ân thì ta chẳng phải sát thân người đời. Chỉ có làm sao mà Đức Thầy ra đời, khi ra đời mở đạo đó, là Đức Thầy thấy rằng cái mà sự mà cái vô minh của nhân loại, của nhân vua, cái vô minh của đồng đạo chúng ta rất là bị dày quá đi. Cho nên Thầy nói là màn vô minh che mờ căn trí nên thường khi nhận ngụy làm chơn. Có nghĩa là đồng đạo chúng ta chỉ nghe và thấy được, rồi chúng ta chỉ rờ một cái phần nào trong giáo lý mà thôi. Cho nên sự tu học đó, thì quý vị thấy đó là không thể nào chúng ta đạt được mục đích cứu cánh và giải thoát. Và những cái thiên cơ mà Đức Thầy đã nói rất nhiều trong giáo lý đó, thì Thầy nói hạ nguyên nay đã hết đời, không ba biến chuyển đổi dời gia can. Nên quý vị thấy không? Đó, thì từ cái ngày mà Đức Thầy ra đời năm 1939 đến hôm nay đó, cô bác anh chị mình thấy có thay đổi không? Nên vì mái thiên cơ mà cô bác anh chị, Đức Thầy nói là mái thiên cơ mỗi phút mỗi thai, thấy không? Mỗi mái thiên cơ mỗi phút mỗi thai, đường dinh nhục rửa mai một lát đó. Cái những sự khổ khó của đồng đạo chúng ta rất là khổ, không phải mới hôm nay mà khổ truyền miên cả suốt cuộc đời từ ông cha chúng ta tới bây giờ rồi. Thì hôm nay cái trong cái ngày, cái thời ngày hai chữ hạ nguyên mạt pháp đó, là tức là đời đã hết rồi, mà Đức Thầy nói rồi hạ nguyên nay đã hết đời, cái đời hạ nguyên đã viên mãn trong cuộc là hành trình của nó. Mà bây giờ đồng đạo chúng ta tu như thế nào để mà chúng ta nhận được cái thiên cơ huyền bí đó đây? Thì Đức Thầy nói đó, muốn xem được hội Long Đình thì là phải ráng sửa mình cho trơn. Nha quý vị thấy không? Sửa mình cho trơn mà Đức Thầy đã nói rồi rồi. Đức Thầy nói, ở ăn cho dạng mười ơn, cảnh tình hiền đức mới gặp cơn khải hoàng. Mà bây giờ đồng đạo chúng ta có tu không? Đồng đạo chúng ta có nhận, bây giờ chúng ta quay lại ngược dòng giáo sử, coi từ ngày Đức Thầy chúng ta ra đời đến hôm nay mà chúng ta đã nhận được những cái thông điệp mà Đức Thầy nói về thiên cơ đó nhiều lắm cô bác anh chị. Nhưng Đức Thầy giả sử nha, cái này mình giả sử thôi chứ mình không dám nói lại là Thầy nói. Thầy nói thì Thầy nói là bổn phận, nhưng giả sử thôi. Đức Thầy nói nó có biết chứ không? Nè, sông dưới núi trước kia mắt ngó, khi chết rồi thấy nó đằng nào. Hoặc là từ đây hai ốm hai đau, ráng tu đem được Phật vào trong tâm. Hay là đồng đạo chúng ta thấy Đức Thầy nói đó là biển hồng trần lao khổ dịu dơi. Quý vị thấy không? Rõ ràng tất cả những gì mà đồng đạo chúng ta ở trên thế gian này đều là khổ là khó, mà trong cái khổ khó này mà chúng ta ráng tu đi, ráng tu đi, mà chúng ta muốn
thấy được cái gì mà Đức Thầy đã nói trong thiên cơ đó, mà cái gì để đạt được mục đích cứu cánh và giải thoát đó, thì chúng ta nên cố gắng để mà cùng nhau tu học, để cùng nhau mà chúng ta là gán tu, để mà làm sao chúng ta là thấy được cái sự thiên cơ mà Đức Thầy đã nói. Cũng như bây giờ nè, cô bác anh chị mình thấy không, Đức Thầy nói là nếu chúng ta không chịu tu rồi đó, thì đến chừng sau này khổ chúng ta có tu được kịp không. Đức Thầy nói rồi là mái thiên cơ thì mỗi phút mỗi thai, mà việc của ơn trên đã định sẵn rồi đó, thì Đức cô bác anh chị mình đó, thấy rõ ràng đó. Đức Thầy nói đó, bây giờ mình chỉ xuyên qua một lời nói thiên cơ của Đức Thầy, rồi mình đồng đạo chúng ta phải ráng tu đi. Đức Thầy nói nè, để chừng sấm nổ gian thinh, đó, e bá tánh ăn năn đã muộn. Mà chúng ta biết chừng nào sấm nổ, mà bây giờ chúng ta nghe được Đức Thầy tỏ thiên cơ như vậy đây, cái chúng ta tu không? Chúng ta gắng tu thì chúng ta mới được thấy được cái chỗ gì mà màu nhiệm quyên tham mà Đức Thầy đã nói ra trong giáo lý của người, để cho đồng đạo chúng ta thấy để mà chúng ta tu. Đó. Ở đây đó thì mình không có nói, mà ở đây chúng tôi cũng nói với cô bác anh chị mình đó, và giả sử ở đây đó đồng đạo chúng tôi muốn trao đổi với quý vị là chúng tôi không có dám khẳng định ngày và giờ, bởi vì là thiên cơ mà Đức Thầy nói rồi, ai mà biết đặng đó mới đáng ghi con trời, mà người nào mà biết thiên cơ mà phân loại ra rằng ngày tháng năm và giờ đó, thì người đó là chắc không còn sống ở dưới chúng ta trên thế gian này nữa. Cho nên ở đây chúng tôi muốn cung nhu cầu cô bác anh chị mình đó, khi mà đọc lại sám giảng của Đức Thầy hoặc là sấm dạng của ông Ba Thới, nha, quý vị thấy đi, rất nhiều cái thiên cơ, nha, như thầy nói nè, ha, chừng nào xấu nọ quá long, đó, trần gian mới rõ tấm lòng thần tiên, đó, rồi chừng nào chừng nào mà sấm đất nổ ra, thì sẽ có đầu và lên đền đài, là các ngọc gì đó nổi lên, thì quý vị thấy không, những đó là thiên cơ mà chúng tôi chỉ xuyên qua thôi, chứ chúng tôi không nói, không dám đọc cho hết được. Vì chúng tôi chỉ muốn sao mà như Đức Thầy đã nói đó. Đây chúng tôi xin lặp lại một lần nữa để cô bác anh chị mình thấy đó. Là thầy nói rồi, thấy thiên cơ tức là thấy sự khổ đau của đồng đạo chúng ta. Từ khi chúng tôi và quý vị biết không, không phải mình nói đây là nói để cho cô bác anh chị mình tu thôi. Cũng như quý vị thấy đó, nếu Thái tử Sĩ Đạt Ta, ngài không thấy được cái sự khổ đau của nhân loại trong tứ khổ thì ngài chưa có xuất gia tầm đạo. Vì ngài thấy chính ngài trong cái thời kỳ chánh pháp thôi là ngài thấy cái sự sanh già bệnh chết à, thấy không, mà ngài còn phải đi tu. Còn đồng đạo chúng ta nè, quý vị thấy có không, nó nói không phải nói ha, nói ở đây đó để cho cô bác anh chị mình nó có cái thời gian để mà nghiền ngẫm lại, rồi có thời gian mình để cái tai của mình lên trên trán mình suy tư coi mình có mong thiên cơ không. Cũng như hồi xưa đi, Đức Thầy nói cái chỗ mà thiên cơ đó, thì Đức Thầy nói rồi, cái có số đồng đạo á, cái như mà hồi cách đây gần khoảng mấy chục năm thôi gì, cái 1919 gì đó, 1999, cái đồng đạo mình đó, tiền ơi thôi còn con năm nữa tới 2000 năm rồi, thôi giờ gắng tu đi đồng đạo ơi, thấy không, vì Đức Thầy nói đó, trong 2000 năm sử biến thất sơn gì đó, biến thiên biến địa mà biến nhân thay đời gì đó, tờn nè coi cô bác anh chị ơi, đồng đạo tan tương một cái, đồng đạo thấy hết biết luôn, nó đi đâu gặp áo giặt hò nè, rồi để tóc nè, mặc đồ ba đen nhóc hết trơn, cô bác anh chị thấy không. Nhưng mà đến cái thời kỳ này đó, Đức Thầy nói rồi là chừng mà đồng đạo chúng ta thấy sự khổ đó, chúng ta có tu không? Mà thật sự đó, tôi không phải mình nói đây để cho cô bác anh chị mình suy gẫm ra đi, gắng thương thầy gắng mà tu đi. Cũng như cái thời kỳ hạ quân mạt pháp này đó, khi mà bệnh dịch đã đi qua rồi đó, chúng tôi chỉ là không phải chúng tôi nói đây mà không phải nói theo cô bác anh chị mình thôi, cũng như cái thời gian trước đầu năm Canh Dần, đồng đạo chúng ta nghe ông các vị tiên tri đó nói rằng sẽ khổ trong năm Dần này dữ lắm, thấy không. Nhưng mà bây giờ trải qua, bây giờ là tháng 4 rồi, gần hết, bữa nay là 26 tháng 4, thì cô bác anh chị mình thấy đó, đồng đạo chúng ta có một số cô bác nó lên clip ra để nói đấy,
thì là có, nó có đến hay chưa? Đến là đến, mà không đến là không đến, cái sự khổ khó thôi. Nhưng mà đồng đạo nên nhớ kỹ rằng đó, kể từ nay, Đức Thầy nói nè, chứ không phải nói như những đồng đạo mình đâu. Đức Thầy nói kể từ nay lao khổ đến cùng, cảnh dương gian khó nổi thung dung. Mà nói đây là nói những người bạo ác thôi, người bạo ác thì không toàn tánh mạng. Đức Thầy nói rồi, cho nên ở đây đó thì chúng tôi cũng mong sao cô bác anh chị mình nghe lời Thầy đi, dạy mình tu đi. Vì Thầy nói là Hạ Quân nay đã hết đời thì mình phải tu. Mình tu để làm sao để cầu mong cho đất nước Việt Nam mình được thanh bình, rồi quốc dân an lạc, nhà nhà ấm no, rồi tu cầu là quốc dương thị thổ, chiều mơi phản hồi, rồi tu đền nở thế cho rồi thì sao mới được đứng ngồi tòa sen. Mà giờ cô bác anh chị chúng ta muốn muốn hưởng hạnh hạnh lạc trong cái tòa sen hay không? Mình muốn hạnh lạc ở cảnh ở cõi Tây Phương đó mà chư Phật đợi chờ đó, thì chúng ta phải ráng lo niệm Phật, ăn chay niệm Phật và làm lành. Rồi chúng ta phải giữ gìn giới luật nữa. Quý vị thấy không? Trong cái mà tài liệu gắn cấm thứ hai thôi mà mình không nói nhà nước, người ta cũng là nói câu nói mình thấy cũng vui vui đó. Người ta nói miễn mà người tín đồ Phật giáo hòa hảo đó ha, mà giữ được điều gắn cấm thứ hai đó là người ta khỏi lo cái sự là trật tự an ninh cho nó phiền phức nữa. Bởi vì quý vị thấy đó, Thầy nói ra điều thứ nhì ta chẳng nên uống rượu cờ bạc, điều thứ nhì ta chẳng nên điều thứ nhì ta chẳng nên uống rượu cờ, điều thứ nhì ta chẳng nên chưng ăn xài, điều thứ nhì ta chẳng nên ăn xài chưng dọn cho thái quá mà lợi dụng tiền tài, thấy không? Đó, mà chỉ làm sao để cho chúng ta nhìn nhận được cái câu, cái điều thứ nhì thôi. Điều thứ nhì thôi là nhà nước ta cũng khỏi lo vấn đề là trật tự an ninh. Cô bác thấy không? Mà tại sao đồng đạo chúng ta, Đức Thầy nói rồi, phải cần kiểm sốt sắn lo làm ăn và lo tùy hiền chân chất. Thì trong cái sự là cái điều thứ nhì thôi mà quý vị thấy rằng nó ngon lành, mà sao mà đồng đạo chúng ta không làm, thấy không? Đồng đạo chúng ta không làm đó. Cho nên trong cái điều thứ nhì thôi trời, chánh quyền ta cũng còn mừng nữa, chứ thôi khỏi cần phải học tám điều quan cấm. Nhưng mà ở trong đây đó thì Đức Thầy đã nói rồi, thì đồng đạo chúng ta nên cố gắng thế này đó, ráng tu để mà chúng ta mới hạnh hưởng được cõi Tây Phương Cực Lạc. Có tu rồi chúng ta mới thấy được cái niềm vui của chúng ta, mà chúng ta đạt được mục đích cứu cánh và giải thoát cho chính mình. Cho nên ở đây đó chúng tôi xin nói với quý vị đó, Thầy đã nói đó, chúng tôi nói đây cũng phải lặp lại để cho cô bác thấy rõ rằng Đức Thầy nói rằng thấy thiên cơ khó nổi với ngồi, mà quý vị thấy có ngồi được không? Nó các chư Phật không khi nào rảnh mà, thấy không? Tâm từ bi vẫn nhớ chúng sanh, các chư thần từng giảng đông canh năm tăng năm cánh, thấy không? Về thượng giới mới tâu qua thượng đế những cái khổ khó, những cái sự là mùa màng thất bát, những cái sự mà tai nạn khủng khiếp do thiên tai là đã là gieo rắc trên toàn thể, nói riêng đó là cả thế giới, mà nói chung đó là nước Việt Nam chúng ta, ở nhất là miền Trung và miền Bắc, không biết là bao nhiêu cái sự là khổ khó. Nhưng mới cách đây có mấy bữa đâu quý vị thấy nè, là ở Cung Tâm Lê Cư gì đó, hay là ở Bình Định Quy Nhơn gì đó, là có một cái sợ chỗ mà sợ mà sụp đất đó. Trên đài có kêu đó, là những cái đó đó quý vị thấy không? Đó, mưa vừa bão vừa lụt rồi còn phải sụp đất, mà nói Việt Nam thôi, còn nói Trung Quốc thì thôi, bây giờ ê hề dữ lắm, cô bác anh chị thấy không? Nó ê hề dữ lắm. Miễn mà mình bắt lên tin tức là 36 giờ phút đó, 36 giờ phút gì đó, thì quý vị thấy không, nói toàn là cái cảnh khổ của người miền Bắc, người dưới là cảnh khổ của Trung Quốc không à. Bởi vì mưa lớn rồi rồi ngập đất rồi cái sự thiên tai này kia nọ đó, thảm họa này kia nọ, khổ khó dữ lắm quý vị. Cho nên ở đây chúng tôi nhắc lại với quý vị đó, quý vị cho nên nhớ đó là quý vị gắng tu đi. Đức Thầy nói ra là thấy thiên cơ khó nổi yên ngồi, thương lê thứ đến hồi khổ não. Mà bây giờ từ cái ngày mà đồng đạo chúng ta được đồng đạo mà ông cha của chúng ta đó đã đọc được giáo lý Đức Thầy rồi, còn đời của chúng mình đó, cô bác anh chị từ tôi trở xuống này, chúng ta đâu có gặp được Đức Thầy, quý vị thấy không? Nó đã đâu gặp được Đức Thầy. Cho nên bây giờ chúng ta chỉ học giáo lý Đức Thầy mà thôi. Cho nên bây giờ học được giáo lý Đức Thầy câu nào rồi chúng ta mừng được câu nấy đi, để mà chúng ta lo tu. Chứ cô bác anh chị thấy không, Đức Thầy nói đó rồi Thầy lạc tớ, nó quý vị thấy không? Đây là một câu giảng chung mà Thầy nói, Thầy lạc tớ không ai chỉ bảo, như vịt con nhờ dắt, diều dắt nhờ gà. Thì bây giờ đồng đạo chúng ta chỉ
nghe những gì cô bác đời trước đã nói lại, thì bây giờ chúng tôi và quý vị là đời sau, chúng ta phải học hỏi để mà tu. Mà nhất cần nhất cái yếu lý của Đức trong cái sự tu tập của chính mình là phải nghe lời của Đức Thầy dạy trong giáo lý. Đức Thầy nói làm theo lời chỉ thì Ngài gầy gặp ta. Đó, mà đồng đạo chúng ta ở quê nhà chúng ta có tu nghe y lời Đức Thầy dạy, hay là chúng ta vì cái danh, vì cái lợi cho cá nhân mình, rồi cái gì cái xa ngã vào cái là những cái sự là trà đình tửu điếm, hay là nhà những cái gì mà Đức Thầy đã dạy cho chúng ta mà chúng ta không tu, rồi chúng ta đi theo những cái sự là bê tha cho cuộc đời của chính mình. Mà bây giờ chúng tôi xin nói thật cho cô bác anh chị đó, cách đây từ cái ngày mà năm 2019 tới bây giờ thôi, mà khi mà dịch ở Vũ Hán đó đã là lan tràn ra khắp thế giới rồi đó, thì hôm nay là gần 3 năm rưỡi rồi. Mà đồng đạo chúng ta có thấy cô bác đồng đạo chúng ta tu như thời gian cách đây chừng khoảng 30 năm về trước hay không? Không có đâu, nha quý vị thấy không? Bây giờ đó thời ơi thôi đi đâu cô bác anh chị ơi, thấy người ta xe xua đó, bởi vì thầy nói rồi, thật sự luôn, đời dân minh vật chất bỏ gương xưa mà đồng đạo nha. Nghiệp tổ tiên con cháu dài bừa, học thói mới lăn loàn theo sở dục. Thấy không? Thế giới thì binh lương cụ túc quyết tranh giành quyền lợi xé sâu nhau. Đồng đạo của chúng ta thì không chịu nghe lời thầy dạy, rồi cứ mong cho thiên cơ đến không à. Mà thầy nói sao? Mà có nhiều người ta nói gái cho đời tới đi. Mà thầy nói sao? Đời sao không? Người ta nói gì nè, câu nói gì mà bắt hữu không? Đời sao không tới phước cho rồi? Mà chỉ đến rồi chết rồi, đến rồi là chết rồi, làm sao thay mà tu được đây mà mong cho thiên cơ đi tới. Cho nên ở đây Đức Thầy đã nói thấy thiên cơ khó ngồi, có nghĩa là thấy thiên cơ Đức Thầy đau lòng dữ lắm. Nó thật cô bác anh chị mình đó, tại vì anh chị đồng đạo chúng ta không nghe lời thầy dạy mà thôi. Ra đời xưng hiệu khùng điên, nào ai có rõ thần tiên là gì. Đó, thầy chúng ta dưng lệnh tới năm sắc lệnh của là năm vị Phật ở trên là cõi trời đau lợi xuống đây để mà truyền bá cái đạo là cho chúng ta tu. Mà hơn nữa đó quý vị thấy không, kể từ nay tiên Phật thánh thần lo dạy dỗ dương trần chẳng xiết. Mà không phải mới đây đâu, thấy không cô bác anh chị mình, phải đốt nén tâm hương rồi tĩnh tâm của chính mình, thức tỉnh trong sự tu tập đi, nghe lời Đức Thầy đã dạy đó. Không phải chúng ta mới có giáo lý của Đức Thầy trong năm 1939, mà chúng ta được học qua giáo lý học Phật tu nhân của Đức Phật Thầy Tây An hồi năm 1498 tới bây giờ. Quý vị thấy không? 1498 chứ không phải mới đây. Thì giáo lý của Đức Phật Thầy ra đời đó là trên 100 năm rồi. Nó trên 100 năm. Thì cô bác anh chị mình thấy không? Đức Thầy nói có không? Các chư Phật không khi nào rảnh, thấy không? Có rảnh đâu. Mà Đức Phật Thầy Tây An ra đời mở đạo hồi năm đó rồi. Rồi đến cách 7 năm sau thôi, cô bác anh chị mình thấy không? Thì ở trên núi là Sóc Lương Phi đó, thì có Đức Phật Trùm ra đời mở đạo. Cũng dạy cô bác đồng đạo chúng ta tu mà thôi, nghe. Học Phật tu nhân để làm tròn trách nhiệm cho một cư sĩ để tu cầu giải thoát. Rồi qua cái năm 7 năm sau thì cô bác anh chị thấy mình không? Là ở trên là núi Tượng thì có Đức Bổn Sư thị hiện ra đời để cứu độ nhân sinh. Đó. Rồi sau 7 năm có ai? Dạ có ông Sư Giải Bán Khoai chèo thiền đi bán khoai dạo Lục Châu. Và ngài không nói là nói ngài ở dạy ở trên mình không á, trên Long Xuyên không, không phải đâu. Ngài đi khắp cả các là tỉnh ở trên miền Nam mình hết để dạy dỗ cho đồng đạo chúng ta tu. Rồi sau thời gian đó cô bác anh chị thấy không? Nó xa thật sự là 35 năm sau. Khi mà Đức Thầy chúng ta năm 1939 đó thì cách với Đức Bổn Sư á, ở cách với mà ông Sư Giải Bán Khoai là tới 35 năm. Rồi từ 35 năm trở về đây cô bác anh chị mình thấy bây giờ hiện giờ là Đức Thầy trìa ra đời mở đạo ở tại Thánh Địa Hòa Hảo là 83 năm nữa rồi. Thì quý vị biết là giáo lý của Phật Thầy Tây An trên 100 năm hay chưa? Mà bây giờ cô bác đồng đạo chúng ta có người nào được liễu ngộ trong sự chứng thật ở thế gian này để cho đồng đạo chúng ta thấy không? Không có đâu, Đức Thầy nói rồi, thấy không? Là bị gì cái cuộc đời là hạ nguyên mạt pháp đó,
thì ít có người tu cầu giải thoát, mà chỉ làm sao để nghe lời thầy dạy đây nè ha. Đó, bây giờ đồng đạo chúng ta tu đi đó, rồi chúng ta được đổi xác mà thay hồn nữa đó, Đức Ngọc Hoàng mới mở cửa thiên môn, phải không? Bây giờ đồng đạo chúng ta miễn mà nghe được rồi, mà nghe những lời giảng đó rồi, hoặc quý vị đọc cái cuốn 11 hầu rồi đó, quý vị thấy rằng mình hiện giờ ở trong cái cảnh tiên không, mà chứ không phải ở dưới là thế gian này đâu, thấy không? Nhưng mà tại vì đồng đạo chúng ta không chịu là trao dồi, không có chịu học tập, không có chịu thức tỉnh trong cái sự tu tập của chính mình, thì cái đời khổ của chính mình đó, khổ của đồng đạo nhân sinh ở thế gian này đó, khổ từ cha cho đến anh chị em của chính mình mà thôi. Mà cô bác anh chị thấy ở nước Việt Nam mình nó gọn gọn, nước Việt Nam mình ha, nó là cũng rộng thôi, nó một xã mình thôi, bây giờ có khổ không? Nó khổ cái ốc. Bây giờ nó hoặc đó không phải mình nói ha, bây giờ trên cái xã mình chừng 5.000 người thôi, 5.000 người hộ khẩu thôi, thì cô bác anh chị mình biết trong đó là có 4.000 hộ khẩu đã nghèo khó. Cho nên bây giờ mới là đi là cầu thực là tha phương, từ đây bỏ xứ đây mà lên thành phố ở mà làm, thấy không quý vị thấy không? Rồi từ đây đi xuống chỗ khác, chỗ nào thì cũng có người đi làm mướn hết trơn trời, cô bác anh chị thấy không? Cho nên bây giờ khổ lao đà sắp đến nơi rồi, Đức Thầy đã nói, thì chúng ta còn phải cố gắng làm sao để chúng ta tu, làm sao chúng ta đừng thấy khổ nữa. Tại sao cô bác anh chị mình biết không? Chúng tôi xin lặp lại đó, thật ngày xưa Thái tử thì ta đó chỉ nhìn cái khổ của con người thôi, cái khổ con người đó sanh lão và bệnh tử thôi mà ngài phải đi tu. Còn bây giờ cái khổ của nhân loại đồng đạo chúng ta đã khổ tiền nè, khổ vì tình nè, khổ vì nghèo khó nè, khổ vì danh lợi nè, ăn chữ khổ này thế gian này, khổ vì nghèo đói nữa, ăn nghèo đói lắm. Cho nên quý vị thấy không, cái khổ mà trong cái thời kỳ hào quân mạt pháp này đó, nếu mà ai mà được nghe lời như là thầy nói đi ta, nếu tĩnh tâm á, nào có mấy hồi ăn mượn trí đạo đuổi ra khỏi xác, mượn cái tâm đạo của chính mình đuổi cái bệnh này đi, bệnh là nghèo đói bệnh tật này kia nọ, gắn mà tu đi. Cho nên thầy đã nói câu nói dễ dàng, cô bác anh chị mình tu lắm, nhưng mà tại vì mình không nghe là thôi. Thầy nói ráng tu đem được Phật vào trong tâm, ngồi buồn nói rõ quả thâm, đặng cho trần thế tĩnh tâm tu hành. Mà đồng đạo chúng ta có thấy là sự khổ đó mà chúng ta giác ngộ chưa, chúng ta tỉnh thức chưa? Nếu đồng đạo chúng ta tỉnh thức rồi thì thôi, như anh thầy nói nè, rung chuông lành bằng muôn tiếng kệ, gọi hồn người hành thiện tri kinh, thấy không? Chỉ nghe những gì Đức Thầy đã nói, hoặc là nhìn Phật giáo mà tìm cái lý coi tại sao ta phải tu hành. Vì khổ khó trong của nhân loại chúng sanh trong thời hảo ngân mạt pháp này rồi, thì trong cái sự khổ khó đó, không phải ở đây chúng tôi chỉ mượn hai câu giảng mà Đức Thầy đã nói, mà do cháu Thành hỏi ra là thấy thiên cơ khó nổi yên ngồi thật sự. Cô bác đồng đạo chúng ta bây giờ phải quay lại nhìn lại đi, coi cuộc đời chúng ta khi mà chúng ta được trưởng thành lên rồi, hôm nay chúng ta được 60 và 70 tuổi rồi, thì cuộc đời của chúng ta hạnh hưởng được những gì, đã sung sướng đi qua hay là chưa, hay là chúng ta gặp cái sự khó khăn khổ não gì đó, ông người xưa đó nói đó, ba chìm bãi nổi sáu linh đinh là cô bác anh chị, chứ không phải mà ở đâu. Cái sự khổ khó của con người đó là nó khổ dữ lắm, cho nên ngày xưa đó Đức Phật có ví dụ cho chúng ta thấy rõ ràng nha. Nước mắt của đồng đạo nhân sinh trên cõi thế gian này đó, mà đem gom lại hết trơn trên thế giới đó, thì là thì là nhiều hơn nước biển của đại dương. Mà quý vị, nước biển ở đại dương đó mà quý vị biết không, biết là bao nhiêu không, phải không? Cái biển đại dương là bao rộng, mà bây giờ cái nước mắt của đồng đạo nhân sinh chúng ta thôi ha, mà còn nó phải là hơn nước biển nữa. Thì cái sự khổ khó của đồng đạo chúng ta từ khi khai thiên lập địa đến giờ đó, thì đồng đạo chúng ta thấy khổ ở trên cảnh thế này, thế gian này nó như thế nào rồi. Thì mong cô bác anh chị mình đó, trong cái sự tọa đàm hôm nay giữa tôi và quý vị đó, thì chúng tôi không biết phải nói sao hơn nha. Bây giờ mình nói sao để cho hết cái sự đời mà Đức Thầy nói, ôi kể sao cho hết thói đời, vì thói đời yểm cựu tự cựu, thói đời yểm cựu dần nhân tân nha. Họ quên đi cái cũ,
rồi họ lấy cái mới để tạo dựng cái thiên niên kỷ mới mà thôi, chứ họ không nhìn nhận rằng những khổ khó của đời thượng cổ như thế nào. Đó thì bây giờ muốn trở lại sống trong đời thượng quân thánh đức thì chúng tôi cũng mong sao cô bác anh chị mình nghe lời Đức Thầy đã dạy đi ha. Khổ lắm cô bác anh chị ơi, sông dưới núi trước kia mắt ngó, mà khi chết rồi thấy nó đặng nào. Thật sự cô bác anh chị, chúng ta không thấy được đâu, thấy không? Không thấy được cái sự gì mà chúng ta đã là, đã nếm qua rồi thì khi chết rồi chúng ta không thấy được. Thế mà cô bác anh chị mình cứ mãi mê theo cái danh, cái lợi, rồi quên đi cái bản thân của chính mình. Mà Đức Thầy đã nói đó là ráng tầm cho gặp chủ nhân ông, còn ẩn ánh trong dòng sanh chúng. Ai mê tâm nghe qua không thủng, ráng tri tầm, đặng mở tánh linh. Bây giờ chúng ta chỉ làm sao, chúng ta sống như thế nào để cho cái trong thời hảo ngôn mạt pháp này chúng ta được bình thản yên vui và đem lại hạnh phúc chung cho tất cả mọi người trong cõi đời hảo ngôn thánh đức này không? Mong cô bác anh chị mình khi nghe được lời giảng Đức Thầy thì chúng ta phải cố gắng ăn chay, niệm Phật, làm lành để cầu linh hồn cho được giảng sanh. Thì đồng đạo chúng ta mới thấy được cái sự tu của chúng ta đã đem lại hạnh phúc chung cho nhau trong toàn thế, trong toàn cả mọi người trong cái thế giới này. Nếu mà chúng ta không chịu ăn chay, không chịu làm lành, không chịu giữ gìn giới lực thì làm sao chúng ta thấy được cái sự tu của chính mình? Mà Đức Thầy đã nói đó, tu là sửa trọn ân tình. Bây giờ mình tu làm sao để sửa trọn cái ta ân tình nghĩa luôn cô bác đồng đạo, rồi hiếu thảo cha mẹ, và làm thế nào để đem chúng ta thấy được cái niềm vui chung của chúng ta mà chúng ta đừng có quên lời Đức Thầy đã dạy. Vì Đức Thầy ra đi, Đức Thầy đã dạy cho đồng đạo chúng ta như thế nào cô bác? Năm mà 1947 đó, Đức Thầy ra đi, Đức Thầy nói thế này nè: ra đi để lại ít bài, cho trong bổn đạo hôm mai rèn lòng, băng chừng tách dặm xa trong. Rồi Thầy đã thiên đoán cho đồng đạo chúng ta biết rằng nhân sanh gặp trận trời đông lờ mờ. Quý vị thấy không? Chúng ta phải sống trong cái sự là đau tối của thế gian này. Thôi bây giờ chúng tôi cũng mong cô bác anh chị mình khi mà nhận được cái giáo pháp Đức Thầy thôi. Đức Thầy đã nói rồi, thấy không? Chừng trần gian kiến thấy phụng hoàng, xè cánh múa chào mừng Phật Thánh. Ráng tu đi cô bác anh chị, để đến đó chúng ta sẽ thấy rằng trên năm non rồng phụng tốt tươi, miền bãi núi mà sao báo quý. Ráng tu đi cô bác anh chị ơi, ráng tu để gì? Để thực hiện những cái gì mà Đức Thầy đã trông đợi chúng ta. Mà chúng tôi mong sao cô bác anh chị mình nhớ lời Đức Thầy đã dạy, hiệp hòa nhau chờ đợi năm non. Kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc, đạo quả sớm viên thành, đem lại sự hạnh phúc cho toàn thể mọi người và đồng đạo chúng ta đồng tu đồng tiến để kịp thời kỳ đại hội Long Hoa. Nam mô A Di Đà.